Tập 10. Alo, anh Dũng. Hôm nay anh có rảnh không? Ăn cơm cùng em được không? Không rảnh. Chiều tôi đến đại học y. Tối còn có công việc khác nữa. Cô tự ăn đi, không cần đợi tôi. Vậy mai thì sao? Mai cũng không rảnh. Được rồi, anh làm việc đi. Tiểu thư, Kiều tiểu thư đến rồi. Lên đi. Kiều tiểu thư, Đặng tiểu thư. Đây là thuốc lần trước cô yêu cầu, Tỉnh Ba bảo tôi mang đến cho cô. Cảm ơn, không có gì. Sức khỏe của cô bây giờ thế nào? Tôi khỏe nhiều rồi. Vậy thì được. Không có việc gì, tôi đi trước đây. Cô đừng đi vội thế được không? Hôm nay tôi buồn lắm. Cô nói chuyện với tôi được không? Được, bây giờ tôi cũng không bận gì. Cảm ơn, ngồi đi. Đặng tiểu thư, cô có tâm sự gì nào? Kiều tiểu thư, cô đã từng thích ai chưa? Cô có biết nhung nhớ một người là cảm giác gì không? Cảm giác nhung nhớ một người không thoải mái cho lắm. Nhưng tôi thấy cô hạnh phúc lắm. Trung đoàn trưởng Ngô đối tốt với cô như vậy, tôi ngưỡng mộ còn không hết. Thực ra tôi và trung đoàn trưởng Ngô có hiểu lầm rất lớn. Tôi luôn nghĩ tới mọi cách để bù đắp. Tôi không biết nói với ai. Hôm nay cô đến, tôi muốn nói cho cô nghe. Cô không chê tôi phiền chứ? Không đâu. Nhưng tôi thấy nếu cô thấy phiền não thì có thể ra ngoài tản bộ, hoặc tìm việc cho bản thân làm, tốt hơn là ở nhà nghĩ ngợi linh tinh. Cô không hiểu, khi trái tim cô có hình bóng một người, bộ não cô sẽ toàn là dáng hình người đó. Sao tôi lại không thể hiểu được? Cô nói gì cơ? Không có gì. Đặng tiểu thư, nếu chiều cô không bận gì thì theo tôi đến trường đi dạo đi. Chúng tôi có mời trung đoàn trưởng Ngô đến diễn thuyết. Buổi chiều anh ấy sẽ dạy học cho các học sinh. Cô có thể đi cùng tôi xem sao. Tôi đi có ổn không? Đương nhiên là được rồi. Được, tôi đi cùng cô. Một đại đội quân vực đã quanh tạc trận địa trung đoàn 189 của tôi. Đối mặt với bom đạn ác liệt của kẻ địch, tướng sĩ quân ta dù thiệt hại nặng nề, nhưng chúng tôi vẫn liều mạng chống đỡ, một bước không lùi. Cuối cùng bộ sư đoàn chúng tôi đã an toàn rút lui. Hay quá. Các bạn, tôi nói xong rồi. Tỉnh Ba, trung đoàn trưởng Ngô kể sự tích kháng dược hay quá. Anh ấy đúng là đại anh hùng. Các bạn, không ngờ ở trên chiến trường anh ấy lại anh dũng như vậy. Thảo nào cứ nhắc đến anh ấy, Trần Hàn Dân lại thao thao bất tuyệt. Phải, cô xem các bạn, ai nấy đều hâm mộ anh ấy. Trung đoàn 189 anh hùng của chúng tôi có rất nhiều chiến sĩ bị thương. Họ cần các bạn, cần những học sinh trẻ dùng kỹ năng của bản thân cứu sống họ. Hôm nay trung đoàn trưởng của quân đoàn anh hùng chúng tôi đã hướng dẫn quân sự cho mọi người. Hy vọng mọi người có thể khắc ghi vào trong tim. Cảm ơn mọi người. Các bạn có câu hỏi gì cứ mạnh dạn phát biểu. Trung đoàn trưởng Ngô, tôi muốn cùng anh đến tiền tuyến kháng dược. Xin hỏi tôi có thể đầu quân cho trung đoàn 189 không? Chúng ta có thể cùng giao kháng dược. Đương nhiên là chúng tôi rất hoan nghênh. Cô có định mời trung đoàn trưởng Ngô đến trường chúng ta là huấn luyện viên quân sự không? Huấn luyện viên quân sự, đúng vậy. Cô xem, anh ấy rất được yêu mến. Nếu anh ấy có thể đến trường chúng ta là huấn luyện viên quân sự thì sẽ không ai dám đến gây rối nữa.
Vậy thì trường ta sẽ càng an toàn hơn rồi. Thép tốt dùng để rèn mũi đau. Được rồi. Tiếp theo là thời gian hỏi đáp. Mọi người có câu hỏi gì có thể viết vào giấy, lát nữa đưa cho tôi hoặc đưa cho tham mưu trưởng. Mọi người thấy được không? Được. Các bạn bắt đầu đi. Tham mưu trưởng, anh nói hay quá. Tôi nhất định nghiêm túc chấp nhận anh làm huấn luyện viên quân sự. Trung đoàn trưởng Ngô, cảm ơn. Được, cảm ơn. Trung đoàn trưởng Ngô, bài diễn thuyết hôm nay của anh hay lắm. Rất nhiều bạn học của chúng tôi đều khuất phục trước bài diễn thuyết của anh. Mỗi người tới tấp bày tỏ, phải cống hiến cho sự nghiệp kháng Nhật. Châu tiểu thư, cô quá khen rồi. Hôm nay tôi rất vui có thể giao lưu cùng các bạn học sinh. Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta tay tâm hiệp lực, quân dân đoàn kết một lòng, tôi tin chắc chúng ta nhất định có thể đánh đuổi được quân Nhật xâm lược. Nói hay lắm. Tôi nói đúng chứ? Đúng. Anh Dũng, sao cô lại đến đây? Kiều tiểu thư dẫn em đến. Em muốn đến xem sao. Cô thấy rồi đấy. Vậy đi, chúng ta cùng đi đi. Cô nhìn ngôi trường này, cô nhìn những học sinh này, ngồi nhìn lại bản thân mình đi. Cô không ăn nhập gì với nơi này, sau này đừng đến nữa. Anh Dũng, sao em không được đến đây chứ? Có lẽ hộp đêm mới là nơi cô nên đến. Tạm biệt trung đoàn trưởng Ngô. Hôm nay các bạn vất vả rồi, không phải tiễn đâu. Tỉnh bà. Y, anh đi đi. Gia Văn, Tỉnh bà, sao khi nãy cô lại cản tôi? Trung đoàn trưởng Ngô làm xấu mặt Đặng Gia Văn trước bao người như vậy, quá đáng thật đấy. Đó là chuyện nhà người ta, không liên quan đến chúng ta đâu. Y, nếu không phải hôm nay cô đưa Đặng tiểu thư đến đây, cô ấy đã không bị xấu mặt trước bao người như vậy rồi, đúng không? Đó là vì Đặng Gia Văn nói với tôi, cô ấy và trung đoàn trưởng Ngô có hiểu lầm nên tôi mới dẫn cô ấy đến. Tôi cũng không biết lại thành ra thế này. Tôi thấy nếu một người phụ nữ dành hết hy vọng của bản thân cho một người đàn ông, cô ấy rất dại dột. Đó là bất hạnh đó. Ý của cô là tôi và Đặng Gia Văn đều đáng thương như nhau? Y, tôi không có ý đó. Thôi bỏ đi, đừng nói nữa. Bây giờ hay rồi. Bà một khóc hai la thế này, anh Tử đi rồi, trong nhà lại bớt chuyện phiền. Sao? Ông không nỡ à? Bà lại thế rồi. Tôi gần này tuổi, làm cha cô ta còn được nữa là. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, là hiểu lầm. Nhưng mà cũng tốt, đi một người bớt một chuyện, đỡ ở nhà mình gây mấy chuyện hiểu lầm, rắc rối lắm. Tôi cho ông cũng không dám. Ông còn dám xin lòng, tôi sẽ khiến ông đoạn tử tuyệt tôn. Tôi đã gần này tuổi rồi, tôi còn cần con cháu gì nữa? Biết thì tốt. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để đuổi Hạnh Nhi đi. Tôi thấy cô ta cứ theo Tỉnh ba, ra ra vào vào là lại khó chịu. Qua chuyện của anh Tử, có thể thấy Tỉnh ba vẫn rất để tâm đến thể diện của chúng ta. Chúng ta không được khiến con bé mất hết tin tưởng vào chúng ta. Chuyện Hạnh Nhi tôi đã có cách từ lâu rồi, phải tính kế lâu dài, không vội được đâu. Đương nhiên là ông không vội rồi. Ông vững ghế chủ nhiệm của tiệm thuốc Châu Gia, lại bắt tôi chăm lo nhà cửa. Ông rõ ràng đang ép tôi phát điên. Đừng điên, đừng điên. Tham mưu trưởng,
Hàng Dân à, có việc gì không? Trung đội trưởng, tôi vừa đến tiểu đoàn 1, các anh em đều nói vẫn chưa nhận được quân hưởng. Tôi lại tưởng chuyện gì. Nào, ngồi xuống đi. Là thế này, bây giờ quân khố eo hẹp, cấp trên bảo đợi, quân khố eo hẹp. Ủy viên trưởng đích thân đến nơi đó giám sát, yêu cầu chúng ta cố thủ. Người dân cả nước tấp nập quyên góp, ủng hộ kháng chiến, lúc này lại đối quân khố eo hẹp, quả thực không hiểu nổi. Chuyện là gì đó? Góp tiền góp đồ không đồng nghĩa với có rất nhiều tiền. Cậu nói vậy là có ý gì? Lẽ nào sư bọn rút quân hưởng sao? Trong đội có người bàn tán, bộ sư đoàn phát quân hưởng cho trung đoàn 189 chúng ta đầu tiên, nhưng không biết tại sao anh lại nhường cho người khác. Tôi có lý do của mình, không nhất thiết phải giải thích với cậu. Trung đoàn 189 chúng ta là trung đoàn mũi nhọn, là trung đoàn mạnh nhất. Lần nào đến trận chúng ta cũng chắn phía trước, tấn công ngọn núi khó nhằn nhất, phòng thủ trận địa bấp bênh nhất. Biết bao anh em hy sinh anh rõ nhất. Bộ sư đoàn phát quân hưởng cho trung đoàn 189 chúng ta đầu tiên là lễ dĩ nhiên. Anh không thể đem anh em ra làm bàn đạp cho bản thân lập công được. Trần Hàng Vũ, cậu có thái độ gì đấy? Chia sẻ khó khăn với bộ sư đoàn, dẫn quân hưởng chậm vài hôm thì có sao? Cần phải gì không? Trung đoàn 189 ta đánh trận không phải vì tiền, mà là vì danh dự. Các anh em đánh trận có khi nào tham sống sự chết chưa? Đi đánh trận còn không biết có thể sống sót trở về hay không? Anh làm vậy, các anh em sẽ chạnh lòng đấy. Trần Hàng Vũ, tôi nói cho cậu biết, không đến lượt cậu dạy dỗ tôi đâu. Thủ trưởng, thế nào rồi? Làm xong rồi. Tám người đó đáng tin không? Không vấn đề. Tôi đã ở núi Quan Âm trong thời gian dài, còn từng làm thủ lĩnh của chúng. Chào trưởng quan. Thế nào, có tình hình đặc biệt gì không? Báo trưởng quan không có. Được. Khi nào thì chúng tôi được phát quân hưởng vậy? Tôi đã xin bộ sư đoàn rồi. Các cậu sắp có quân hưởng rồi. Lát cậu nói với các anh em nhé. Cảm ơn trưởng quan. Dừng xe. Khẩu lệnh. Các người thuộc bên nào? Sở quân du trung đoàn 173, sư đoàn 37, tuyến phòng thủ. Bộ đội chính quy à? Đi đâu thế? Vào thành mua vật phẩm quân du. Giấy tờ. Cho đi. Cảm ơn. Đợi đã. Trung đoàn trưởng của các cậu tên gì? Đóng quân ở đâu? Trung đoàn trưởng của chúng tôi tên là Lu Đức Bu. Chúng tôi đóng quân ở khu vực sông Tiêu Tường. Dừng. Lái xe. Sao tôi cứ thấy họ có gì đó sai sai? Báo cáo trưởng quan, khẩu lệnh và giấy tờ đều xác thực, không sao đâu. Mấy người đó trông không nghiêm chỉnh gì hết, chẳng giống lính chút nào. Báo cáo trưởng quan. Đừng cứ báo cáo trưởng quan, báo cáo trưởng quan nữa, nói đi. Thế sao được à? Điều lệnh quy định, nói chuyện với cấp trên nhất định phải thêm từ báo cáo. Mau gọi điện xác thực lại đi. Dừng. Alo, là sở quân du trung đoàn 173 phải không? Hôm nay các anh có cử người đi mua đồ không? Được, tôi biết rồi. Báo cáo trưởng quan, sở quân du trung đoàn 173 nói họ không biết chuyện này. Mấy người cậu theo tôi lên xe. Trưởng quan, anh làm gì vậy? Dẫn đi. Mau lên. Đi, mau lên. Mau đi đầu. Mau lên. Mau lên. Mau lên. Dậy lên. Đi nào. Đứng lên. Đứng yên cho tôi. Tại sao lại nhốt chúng tôi ở đây? Ngậm mồm.
Ngoan ngoãn ở đó cho tôi. Ở đây không có gián điệp Nhật Bản. Tại sao lại nhốt người nhà của tôi? Các người là ai vậy? Xin lỗi Châu tiểu thư, nói thật cho cô biết vậy, tôi từ núi Quan Âm đến, muốn chây tiền và họ Châu các người chút tiền tiêu. Các người là thủ phỉ? Đúng vậy. Nếu cô đã biết rồi thì mau đem vàng bạc châu báu, có gì đáng tiền đem ra hết đi. Nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Anh à, tôi có thể cho anh tiền, nhưng anh không được làm hại người nhà của tôi, không được phá quy tắc giang hồ. Không ngờ Châu đại tiểu thư cũng biết không ít đấy. Bớt nói nhảm, đem tiền ra đây. Ở đây không có tiền, anh phải đi cùng tôi lấy. Trông chừng bọn chúng cho cẩn thận. Dừng, ở yên đó cho tôi. Cô, đi theo tôi. Cô cũng đi. Anh à, cô ấy không phải người nhà họ Châu chúng tôi, chỉ là khách thôi. Anh thả cô ấy đi. Anh cần bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh. Bớt nói nhảm đi. Cô dám giở trò, tôi sẽ bắn chết cô ta. Đi thôi. Mau lên, ngoan ngoãn vào. Đi đi, mau lên. Cô có biết không thế? Cô mà lừa chúng tôi thì đừng hòng ra khỏi cái cửa này. Mau lên. Mau lên. Mau lên. Tỉnh ba, rốt cuộc cô có biết đồ ở đâu không? Mau lên. Chắc là ở đây. Còn ngơ ra đó làm gì? Lấy mau. Lấy, nhanh lên, lấy đi. Vào rồi. Đại ca. Đại ca, lấy được tiền rồi. Làm gì với đám người đó đây? Còn làm gì nữa? Diệt khẩu hết cho tôi. Mau lên. Này, lấy được tiền rồi, tại sao lại còn làm hại người nhà của tôi? Anh đã hứa với tôi rồi mà. Đó là vừa nãy. Bây giờ tôi đã đổi ý rồi. Đi, mau lên. Đi mau, đi mau, đi. Mấy cậu lấy cho sạch dầu. Chạy mau. Đại ca không sao chứ? Mau đuổi theo cho tôi. Dừng. Mau lên. Dừng, xuống xe. Đi đi, đóng cửa. Đi đi. Hạnh Nhi, cô đi xem sau đi. Chào đố. Đi thôi. Bỏ súng xuống. Cô bỏ súng xuống trước. Tôi bảo anh bỏ súng xuống. Không tôi sẽ bắn chết cô ta ngay. Bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống.
Không thì tôi sẽ đổ. Y, cô không sao chứ? Không bị thương chứ? Không sao. Tỉnh bà, cô không sao chứ? Không sao. Mau đi cứu chú hai của tôi. Y, về phòng thôi. Tham mưu trưởng Trần, tiểu thư, cô không sao chứ? Dọa chết tôi rồi. Tham mưu trưởng, mấy tên thủ phỉ đó quan cố chống lại bị bắn chết hết rồi. Cậu dẫn người thu dọn xung quanh đi. Dừng. Để mọi người hoảng sợ rồi. Thủ phỉ đã bị chúng tôi tiêu diệt toàn bộ. Hạnh Di, dẫn dì đi nghỉ đi. Chú hai, dì nghỉ thôi. Mau dì nghỉ ngơi đi, mau lên. Mau lên, dì nghỉ ngơi đi. Tham mưu trưởng, tôi không biết nên nói gì nữa. Lần trước ở trên tàu anh đã cứu tôi, hôm nay anh lại cứu cả nhà chúng tôi nữa. Đừng nói vậy. Nếu cô nhất quyết nói vậy thì cô hãy tặng tôi một món đồ đi. Cần gì? Chỉ cần tôi có, tôi nhất định sẽ tặng cho anh. Tôi không phải dạng nước đục béo cò đâu. Thế này, cô tặng tôi hai chữ. Cô nói cảm ơn. Được chứ? Dễ thế thôi. Vậy tôi tặng anh một dạng chữ cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Được rồi, được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Được rồi, được rồi. Tôi gây mệt cả tay. Tỉnh bà, thực ra tôi muốn nói với cô một câu. Tôi muốn bảo vệ cô. Dù là khi nào, nơi đâu, chỉ cần cô cần, Trần Hàn Vân tôi sẽ dốc toàn sức bảo vệ cho cô. Tôi hứa với cô đó. Tỉnh ba, tạm biệt, tạm biệt. Thế nào, ở nhà thế nào? Vẫn tốt. Tôi có chuyện này muốn bàn với anh. Cô nói đi, chuyện gì? Hôm trước trung đoàn trưởng Ngô đến trường diễn thuyết, các bạn học sinh phản ánh rất nhiệt liệt. Tôi thấy đây là cách tuyên truyền kháng dược hữu hiệu, cho nên tôi muốn mời trung đoàn trưởng Ngô đến trường làm huấn luyện viên quân sự. Một mặt anh ấy có thể huấn luyện quân sự cho các học sinh, mặt khác có quan hệ với anh ấy, trường học sẽ an toàn hơn. Anh thấy cách này được không? Cách này của cô rất hay. Chỉ cần có lợi cho chiến tuyến thống nhất kháng nhược, chúng ta có thể làm mọi thứ. Tôi ủng hộ cô. Đây là gì? Là Châu Tĩnh Ba. Châu tiểu thư bảo tôi đưa cho cậu. Lẽ nào lại mời tôi đến diễn thuyết? Trường họ chính thức mời cậu về làm huấn luyện viên quân sự của họ. Tôi chỉ nói suông thôi, chứ đâu có đồng ý. Trung đoàn trưởng, tôi thấy cậu có thể thử xem sao. Hàn Dân, tôi thấy anh khá quan tâm Châu tiểu thư đấy. Nếu cậu đã biết rồi thì tự liệu mà làm đi. Tôi đi. Có điều là tôi để mặt anh đấy nhé. Để mặt tôi? Được lợi mà còn ra vẻ. Dốc con. Thủ phỉ, tại sao thủ phỉ lại phải giết Châu Tĩnh Ba? Tại sao Trần Hàn Vân lại có thể kịp thời đến cứu cô ta chứ? Cô không biết gì hết sao?
Tại sao Châu Tĩnh Ba lại mời Ngô Thanh Dũng về trường làm giáo quan? Chuyện này thì tôi không biết. Ngày mai cô đến trường với tư cách học sinh đi. Tùy cơ ứng biến. Vâng. Cô tùy cơ ứng biến đi. Được rồi, cha cô đang ở trong đợi cô đấy. Vào thăm đi. Tôi không muốn gặp ông ấy. Tôi biết cô nghĩ gì, nhưng dù thế nào ông ấy vẫn là cha cô. Với lại bây giờ ông ấy bị bệnh, cô không muốn gặp ông ấy sao? Ông ấy bị bệnh. Y, con gái của cha. Cuối cùng cũng chịu đến thăm cha. Y, từ khi cha bị bắt, hôm nay là ngày cha vui nhất. Cha thấy con gái mình rồi. Y, cha, con luôn muốn hỏi cha, rốt cuộc là vì sao vậy? Tại sao cha lại làm hán gian chứ? Y à, cha biết con hận cha. Con không muốn đến gặp cha. Bây giờ cha rất áy náy. Cha không những không bảo vệ được con. Cha còn liên lụy đến con. Cha thực sự khiến con thất vọng. Nhưng có thất vọng đến đâu thì con cũng không có cách nào hận cha được. Từng tháng ngày cha ở trong tù, con đều nghĩ cách, con nghĩ đủ mọi cách để cứu cha ra ngoài. Dù con không đến thăm cha, nhưng ngày nào con cũng nghĩ về cha. Nhưng cha biết không, khoảnh khắc con nhìn thấy cha, con đau lòng lắm. Thực sự đau lòng lắm. Vì cứ nhìn thấy cha, con lại nhớ đến ánh mắt coi thường của Trần Hàn Dân. Y, con gái cưng của cha, con tha thứ cho cha chứ. Con rất muốn tha thứ cho cha. Nhưng những vong linh hy sinh trên chiến trường sẽ tha thứ cho cha sao? Những người dân đã chết trên tay của người dân sẽ tha thứ cho cha sao? Y, con không biết thôi. Cha bị chúng lợi dụng. Y, sáng sớm nay quân Nhật đã tấn công dữ dội vào tuyến phòng ngự sông Bịch La. Trận địa quân ta thất thủ, quân Nhật đã đột phá tuyến phòng ngự Bịch La rồi. Sư đoàn trưởng, có phải bố trí tác chiến có thay đổi không? Xem ra quân Nhật tấn công thành Trường Sa là chuyện chắc chắn rồi. Sư đoàn trưởng yên tâm,
Tôi sẽ chỉ huy tất cả tướng sĩ của trung đoàn 189 của mình xông lên tuyến đầu, liều mạng với bọn Nhật. Đương nhiên là tôi hiểu ý của anh, nhưng không thể ngó lơ lệnh của cấp trên được. Một khi quân Nhật áp sát thành Trường Sa thì chỉ có thể khởi động kế hoạch thiêu cháy thành Trường Sa thôi. Sư đoàn trưởng, chỉ có thể làm vậy thôi sao? Đương nhiên, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân dân. Dân, bước đều, bước. Một, hai, một, hai. Một, hai, một. Nghiêm. Đằng sau, quay. Bước đều, bước. Nghiêm. Bên phải, quay. Nhìn sang phải, giống hàng. Nhìn đằng trước. Nghĩ. Các bạn, tập huấn hôm nay kết thúc tại đây. Hay quá, hay quá. Trung đoàn trưởng Ngô, anh kể cho chúng tôi nghe chuyện chiến đấu đi. Phải đấy, phải đấy. Trung đoàn trưởng Ngô, anh kể đi. Các anh đánh Nhật như nào vậy? Mọi người khoan nóng vội. Tiết tập huấn hôm nay của chúng ta chủ yếu là để rèn luyện thể chất. Mặc dù các bạn là bác sĩ, là y tá, nhưng danh thôi. Các bạn sẽ được đưa ra tiền tuyến, trở thành một chiến sĩ đích thực. Sao vậy? Bụng tôi hơi đau. Không sao chứ, không sao. Tôi muốn đi vệ sinh. Hay cô đi cùng tôi đi. Đi thôi, được. Được rồi, được rồi. Được rồi, giải tán. Trung đoàn trưởng Ngô, kể thêm đi. Kể xem lũ Nhật trông như nào đi. Có đáng sợ không? Kể thêm đi mà. Khi nào anh rảnh, có thể kể riêng cho tôi nghe không? Xin lỗi, xin lỗi. Bạn gì ơi? Anh học lớp nào, tên gì? Sao có thể tùy tiện vào nhà vệ sinh nữ chứ? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Xin lỗi, là tôi bất cẩn đụng phải anh ta, nên anh ta mới ngã vào trong. Phải, nếu không phải cô ấy đột nhiên ra thì tôi không phải vấp ngã rồi. Quan cho tôi quá. Vậy thôi, lần sau chú ý. Bạn gì ơi? Sao tôi thấy cô quen lắm? Có phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi không? Cô nhận nhầm người rồi. Không thể nào. Cô là... Mắt cô tốt thật đấy. Đúng là chúng ta từng gặp nhau hôm đó ở bên sông. Tôi chỉ là... chỉ là thấy tôi rất tò mò với cá chết. Phải. Hôm nay là ngày đầu cô đến trường sao? Phải. Hôm nay là ngày đầu tôi đến trường. Tỉnh Ba, sao thế? Bạn đây nói hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đến trường. Vừa nãy chúng ta còn gặp nhau. Tôi còn hỏi cô phòng học ở đâu. Cô có thể làm chứng cho tôi. À, cô ấy nói hôm nay là ngày đầu tiên đến trường. Đúng lúc gặp được tôi. Cô ấy không biết phòng học ở đâu, nên tôi đã chỉ đường cho cô ấy. Lần này bỏ qua nhé. Lần sau chú ý vào. Đừng mạnh bạo như thế. Xin lỗi, xin lỗi. Tỉnh Ba, chúng ta đi thôi. Đúng là khó nhằn. Trung đoàn trưởng Ngô, chào anh. Chào anh. Chào cô. Hôm nay trung đoàn trưởng Ngô vất vả rồi. Khi nào rảnh đến chính dương cung chơi nhé. Cảm ơn. Tôi phải đi rồi. Nhìn gì thế? Dọa chết tôi rồi. Tỉnh Ba, xem trung đoàn trưởng Ngô chứ gì? Đâu có, ai nhìn anh ấy chứ? Không phải cô bảo với tôi cô thích trung đoàn trưởng Ngô sao? Ai nói? Đáng ghét. Kệ hai người đấy. Đi thôi. Anh Tử, có cho cô một tin vui. Hôm nay tôi đã gặp sư đoàn trưởng. Xong Mịch La thất thủ rồi. Xem ra chúng ta thắng đến nơi rồi. Đây là một trận đấu chúng tôi đã lên kế hoạch. Kế hoạch? Đúng vậy. Nếu xong Mịch La không thất thủ, sư đoàn trưởng của các anh đã không nóng vội, Trường Sa cũng không trở nên hoảng loạn.
Quân ta áp sát, chúng liền loạn cào cào lên. Kế hoạch đốt thành cũng thành lẽ dĩ nhiên. Tôi hiểu rồi, tất cả đều nằm trong bàn tay cô, là nằm trong bàn tay của trưởng phòng Ondo. Anh ấy nói hành động lần này chỉ là giúp quân dân chủ một tay thôi. Thuận nước đẩy thuyền, một mũi tên trúng hai đích. Một mũi tên trúng hai đích. Đúng vậy. Là sao? Chúng tôi muốn đảng Cộng sản gánh tội này. Tôi hiểu rồi. Hóa ra đây chính là kế hoạch chia rẽ. Đúng vậy. Tất cả đã chuẩn bị xong. Chỉ là bây giờ vẫn cần một chiếc xe vận chuyển thuốc nổ. Dễ thôi, dùng xe của tôi này. Xe của tôi an toàn hơn cả. Không ai dám cản. Thế này, sáng mai tôi dừng xe ở cổng trường. Tốt quá rồi. Mọi người nhớ lấy, động tác phải chuẩn, tư thế phải chính xác, ba điểm thẳng hàng. Tiểu thư, không phải que đánh lửa đâu, để thắp xuống, thả lỏng, nhắm vào bia, ổn định hơi thở. Ổn định hơi thở. Thả lỏng. Để tay lại đi. Nào. Các bạn, tôi làm mẫu cho mọi người. Mọi người nhìn kỹ nhé. Phải cầm chắc súng. Tư thế chính xác. Thế nào? Hay quá, hay quá. Mọi người tập luyện cho cẩn thận. Bạn học này, bạn làm lại lần nữa đi. Không hiểu thì cứ hỏi tôi. Được. Cảm ơn trung đoàn trưởng. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện. Nào, lần này chúng ta tập bắn đạn thật nhé. Nghe khẩu lệnh của tôi. Giữ vững. Ngắm chuẩn hồng tâm. Chuẩn bị. Bắn. Được, được lắm. Hạnh nhi của chúng ta bắn trúng bi rồi. Mọi người quát hô nào. Các bạn, không bắn trúng bi cũng không sao. Đó là vì mọi người chưa từng được huấn luyện quân sự. Các bạn không biết thôi. Lần đầu tiên tôi cầm súng cũng căng thẳng y hệt như các bạn thôi. Không bắn trúng bi. Nhưng các bạn phải tâm chỉ luyện tập. Đừng tưởng vào đội cứu hộ là chỉ cứu người chữa thương. Lúc cần thiết cũng phải tham gia chiến đấu. Cũng phải bắn địch. Các bạn phải nhớ lấy. Trên chiến trường, nếu bạn không bắn trúng mục tiêu thì các bạn sẽ mất mạng. Biết chưa? Biết rồi. Đầu, nhóm tiếp theo lên đi. Nhóm cuối cùng lên đi. Anh Tử, cô đi đâu thế? Tôi về uống nước. Trời nóng quá. Tôi đang định nói với cô đây. Mau lại đây. Các bạn, bài tập bắn hôm nay kết thúc rồi. Mọi người tập tốt lắm. Một vài bạn còn rất có tài. Được rồi, mai chúng ta tập lại đi. Tạm biệt trung đoàn trưởng Ngô. Tạm biệt. Tạm biệt trung đoàn trưởng Ngô. Trung đoàn trưởng Ngô. Trung đoàn trưởng Ngô, hôm nay cảm ơn anh đã bố trí buổi tập bắn cho các học sinh. Châu tiểu thư đừng cảm ơn, đây là vinh hạnh của tôi. Nếu cô đã mời tôi đến làm huấn luyện viên quân sự, đương nhiên tôi phải tận tâm tận trách rồi.
Trung đội trưởng Ngô, chúng tôi có thể cầm súng đánh trận được sao? Chuyện này không nói trước được. Nói gì đi. Mặc dù tôi là quân dân, nhưng tôi phản đối chiến tranh. Các cô là phụ nữ. Để phụ nữ đối mặt với chiến tranh vốn là một sự thật tàn khốc. Theo tôi thì đàn ông nên chết trên chiến trường, phụ nữ không nên cầm súng giết địch. Nếu có thể, tôi mong các cô mãi mãi không có ngày phải cầm súng. Trung đội trưởng Ngô, anh nói thế này tôi cảm nhận được sự dịu dàng đi cùng nghĩa khí của anh. Kiều tiểu thư chê cười rồi, có phải cô nghĩ quân dân chúng tôi luôn cứng nhắc không? Tôi còn có nhiệm vụ bố trí phòng ngự, chúng ta tạm nói đến đây thôi, hôm khác lại nói. Được, tạm biệt Trung đội trưởng Ngô.